Thưa quý vị, bất cứ người dân nào khi tham gia giao thông cũng đều không muốn để xảy ra tai nạn. Thế nhưng ý thức chấp hành luật giao thông thì không phải ai cũng nghiêm túc thực hiện. Từ thực tế này, câu chuyện về việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng vẫn còn nhiều khó khăn khi ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự chuyển biến. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tham gia lưu thông trên các tuyến đường của thành phố Điện Biên Phủ, không khó để có thể bắt gặp những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định. Từ người cao tuổi, cán bộ, công chức cho tới học sinh, sinh viên đều có thể là đối tượng vi phạm các quy định về an toàn giao thông bởi chính sự chủ quan, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Bản thân tôi tham gia giao thông thì tôi gặp rất là nhiều cái trường hợp các cháu kiểu học sinh này, đi xe đạp điện, xe máy AA ấy, không đội mũ, lạng lách đánh võng vượt đèn đỏ nhiều lắm. Mà cái việc đầu tiên gây ảnh hưởng đấy là ảnh hưởng đến chính bản thân của các cháu. Còn sau đó là ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người tham gia giao thông xung quanh. Có những người lại dừng ở đèn đỏ. Khi đứng đấy thì ví dụ muốn rẽ trái thì ông kể cả ô tô xe máy ông khi vào cách độ khoảng 10 mét thì ông phải sang làn rẽ trái. Ông đi thẳng thì ông phải đứng vào giữa và ông rẽ phải ông phải đứng về phía bên phải. Chứ có những trường hợp ô tô người ta đi thẳng mà ông rẽ trái ông lại vắt qua đầu xe ô tô thì tôi thấy là rất nguy hiểm. Tại vì là cái tầm khuất của người lái xe nhìn nó không rõ. Sự gia tăng liên tục các phương tiện tham gia giao thông hiện đang gây áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông tại nhiều nơi. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, chỉ tính riêng 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã có gần 1.100 xe ô tô và trên 16.600 xe máy đăng ký mới. Tổng số phương tiện đang quản lý trên toàn tỉnh trên 330.000 xe máy, gần 13.900 xe ô tô. Trước thực tế đó, ý thức tham gia giao thông của người dân lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong cái thời gian vừa qua thì theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, của lãnh đạo Công an thành phố thì đội cảnh sát giao thông Công an thành phố cũng liên tục tăng cường quân số lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý triệt để các cái vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các cái vụ tai nạn giao thông ở trên địa bàn thành phố. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng có kết hợp giữa cái biện pháp nhắc nhở, tuyên truyền và đồng thời là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Bảo đảm an toàn giao thông là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật. Thế nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh gặp không ít trường hợp khi vi phạm luật, người tham gia giao thông lúc đầu có tư tưởng năn nỉ, xin xỏ, sau đó tìm cách chống đối, bỏ chạy để khỏi bị phạt. Đặc biệt, nhiều vụ việc cố tình chống người thi hành công vụ, nhất là chống cảnh sát giao thông, đã xảy ra. Cũng có những người chấp hành nhưng cũng có những người thì tìm mọi cách để cản trở cái việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông. Có thể là họ bỏ đi, là có thể là họ đi vào những cái nhà dân hoặc là những cái hàng quán ở ven đường thì tự nhận là đấy là nhà của mình. Rồi là cũng rất là nhiều cái cách để người ta lảng tránh cái việc kiểm tra nồng độ cồn của cảnh giao thông. Thì đối với lại những cái trường hợp như này thì chúng tôi sử dụng những cái biện pháp mà mềm mỏng nhưng mà kiên quyết, thuyết phục, giải thích, tuyên truyền để cho họ hiểu rõ cái việc mà cảnh sát giao thông đang làm. Nhưng nếu mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh, cưỡng chế. Quy định được đặt ra không chỉ để chấp hành mà còn là những quy chuẩn nhất định để bảo vệ sự an toàn của chính mỗi người dân khi tham gia giao thông. Khi tai nạn giao thông vẫn đang từng ngày từng giờ để lại những hậu quả đáng buồn, thì câu chuyện về ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ người dân vẫn là điều cần bàn tới và nghiêm túc nhìn nhận để xây dựng nên một hệ thống giao thông an toàn, tạo nền móng cho một xã hội văn minh.